Xin kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nếu có xem kênh, có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị, các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì nhìn chung là giá cũng không có biến động gì nhiều. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động ở mức từ 39 đến 40, loại 2 dao động từ 35.000, loại 3 là 30, còn loại 4 hiện nay thì dao động ở mức từ 25.000. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì hàng giạt dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống là từ 2.000 đến 3.000. đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại vựa nha bà con, mình xin nhắc lại đây là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3.000. tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14 đến 15.000, hàng sàn dao động từ 12.000 đến 13.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng hiện nay thì ở khu vực miền Tây thì dao động từ 6 đến 7.000 tại khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 12.000, 13.000, 14.000, bò sàn từ 10.000, 11.000, 12.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì dao động từ 6 đến 7.000 đồng một ký. Đây là tình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại vựa. Còn thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận, thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 38.000, loại 2 là 33.000, loại 3 dao động từ 28.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì hàng giạt dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng ký. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và thành công.